Vâng, xin chào các bạn. Các bạn đã biết rằng là với một cái cảm biến IAT, khi chúng ta đọc mã lỗi OBD trên chiếc xe thông báo không có mã lỗi, nhưng mà chưa chắc cảm biến đó đã tốt, mà chúng ta phải cần có những cái bước kiểm tra chuyên sâu hơn. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem MotoScanTab 2.4 làm cách nào, suy luận nội suy như là sao để vẫn có thể xác định được cái khả năng biến đổi từ cái giá trị gửi về ECU một cách chính xác, có thể nói sai số chỉ cỡ 1 đến 2 độ là cùng, và như vậy vẫn cho phép chấp nhận được trong một hoạt động của một động cơ. Và bây giờ anh em hãy cùng chúng tôi nhìn thấy màn hình xem MotoScanTab thực hiện như thế nào. MotoScanTab xin chào anh Phú đẹp trai, mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, anh Phú đẹp trai chọn chức năng giúp từ menu. Và bây giờ thì tôi cũng muốn nói thêm rằng là tôi sẽ để cái việc hỗ trợ của trợ lý ảo, và tôi cũng không muốn nói nữa, và các bạn theo dõi từ cô trợ lý ảo hỗ trợ. Trạng thái MotoScan đang kiểm tra chuyên sâu cảm biến IAT. Thông báo, đây là chức năng kiểm tra chuyên sâu cảm biến IAT, mạch tín hiệu cảm biến IAT khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi. Chỉ hỗ trợ kiểm tra các cảm biến IAT được lắp đặt gần khu vực động cơ. Bạn muốn tiếp tục kiểm tra không? Yêu cầu, động cơ không nổ máy, khóa điện ở vị trí on. Trạng thái, MotoScan đang kiểm tra chuyên sâu cảm biến IAT. Yêu cầu, khởi động động cơ nổ máy. Vâng, và rất cũng để ý và tôi mải nói chuyện với nhau. Và bây giờ thì trên màn hình đã hiển thị ra kết quả thông báo rồi. Và vội quá, và bây giờ thôi tôi cũng vì là nhanh cũng quay lại nữa. Và tôi muốn giới thiệu anh em đây là một tính năng kiểm tra IAT, và kết quả trên màn hình là thông báo cảm biến IAT hoạt động bình thường trước cái thay thế. Và như vậy thì chúng ta có thể kết luận là cái cảm biến IAT này không có liên quan gì đến cái lỗi hiện hành trên xe đang gặp, và chúng ta có thể loại cái cảm biến IAT này ra khỏi các cái quy trình để kiểm tra, chúng ta loại trừ dần. Và đây là một trong những tính năng là khá hay mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến các bạn trong phiên bản mới MotoScanTab 2.4. Xin chào các bạn.